Xin được chuyển sang tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão năm 2024 bước vào cao điểm và được đánh dấu bởi những loại hình thiên tai nguy hiểm liên tục xuất hiện. Sau mưa đá dữ dội là những trận ngập lụt lịch sử ở nhiều nơi, đi kèm với hiện tượng sấm sét với mật độ cao, gây thiệt hại về người và tài sản. Trong những năm chuyển pha khí hậu từ El Nino sang La Nina, mùa mưa bão thường diễn ra rất cực đoan và minh chứng gần đây nhất chính là thiệt hại khủng khiếp do thiên tai gây ra vào năm 2020. Cảnh báo sớm để chủ động hành động sớm là một trong những giải pháp đúng đắn để chính quyền địa phương và người dân ứng phó phù hợp và hiệu quả. Vậy cụ thể diễn biến thiên tai trong nửa cuối năm nay ra sao? Đâu là khu vực sẽ hứng chịu những đợt thiên tai lớn? Trả lời cho những câu hỏi này hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân, khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ vâng ạ, thưa ông như chúng tôi vừa chia sẻ, mới đầu mùa mưa bão nhưng mà nhiều nơi thì đã ghi nhận những trận mưa kỷ lục lớn Và không chỉ vùng núi mà ngay cả diễn ra ở những thành phố lớn Vậy thì đây có phải là những cái dấu hiệu ban đầu để cho thấy rằng uh, mùa mưa năm nay thì sẽ có những cái dấu hiệu mưa rất là đặc biệt phải không ạ? À, trước hết phải nói một điều thế này, à, cách đây 2 năm, tức là năm 2022 thì cái mùa hè cũng có một cái dấu hiệu đặc biệt và chúng ta thấy cả cái mùa hè năm 2002 hình như là tôi cũng ngồi ở đây và nói về một mùa hè mát mẻ không có con ve nào không có hoa phượng đỏ vân vân thế thì cái mùa hè năm đấy quả là một cái mùa mà nó kéo dài mưa nó kéo dài từ tháng 5 cho đến tháng 6 tháng 7 hết tháng 6 tháng 7 năm nay có một cái dấu hiệu cũng gần giống như năm 2022 mà nguyên nhân chủ yếu uh, ta nói là do El Nino có một phần nhưng nguyên chủ yếu nó có không phải là cái cái đấy là cái chính mà năm nay có một cái loại hình thế thời tiết hơi đặc biệt một chút dạ. đó là hàng năm chúng ta biết là có một cái phong người ta gọi là phong mayu đấy, thì nó thường vắt vẻo ở cái khoảng phía nam trung quốc kéo sang bên nhật bản và gây mưa ở cái phía trên cao ở được vĩ độ cao nhiều hơn nhưng mà năm nay thì cái phong mayu này thì nó hơi lấn xuống phía nam một chút và kèm theo nữa thì dường như là có một sự liên quan đến cái vấn đề là biến đổi khí hậu nó làm cho cái uh, không khí lạnh nó trễ hơn và vì vậy cho nên là tương tác giữa các cái hệ thống thời tiết khác nhau dẫn đến cái mưa và đặc biệt là cái mưa ở khu vực phía bắc là tương tác giữa hai cái hệ thống thì là dẫn đến những cái mưa rất là cực đoan dạ. à, cụ thể là có những cái đợt mưa đá có thể có cả lông rông uh, lốc và thậm chí là cái cường độ mưa rất là lớn dạ. À, chúng ta đang nói đến cái câu chuyện là cái hiện tượng mưa cực đoan Và đặc biệt là đây nó nó xuất hiện nhiều Vậy thì theo ông, ông đánh giá như thế nào? Nhìn nhận như thế nào giữa cái việc biến đổi khí hậu với những hiện tượng mưa cực đoan như hiện nay? À, thực tế mà nói thì là cái biến đổi khí hậu nó gây ra rất nhiều thứ dạ. à, Tôi vừa mới review một cái bài báo Mà người ta đã thống kê từ năm 1940 cho đến hiện nay Thì là có những cái loại hình thế thời tiết ngày xưa rất nhiều nhưng bây giờ nó giảm dần thậm chí nó biến mất và ngược lại cũng có những thời tiết mới xuất hiện trong những năm gần đây và những cái loại hình thế thời tiết mới đấy xuất hiện ấy, thì nó là nguyên nhân của những cái hiện tượng cực đoan trong đó có mưa lớn có nắng nóng và có những cái hiện tượng liên quan đến là nhiệt độ cao rồi nhiệt độ cao về mùa hè nhiệt độ rất thấp về mùa đông và mưa thì rất lớn ở các cái vùng mà đặc biệt là những cái vùng thậm chí có những vùng khô hạn vẫn xảy ra mưa rất lớn ở việc ở vùng khu Việt Nam chúng ta thì cái hiện tượng mưa lớn đấy đã xảy ra rất là bất thường trong thời gian vừa qua thì là rõ nhưng còn những năm trước cũng đã có từng đã từng xảy ra chưa nói đến chuyện là mưa lớn ở các thành phố mà mưa lớn ở các cái vùng nông thôn ở các vùng núi cũng đã xảy ra rất là nhiều và cái hiện tượng đấy nó dường như là nó tăng lên cả tần suất và cả cường độ. Dạ. Và thưa ông người ta vẫn nhắc tới hiện tượng La Nina và dường như là nó dần xuất hiện, vậy thì để lý giải cụ thể cũng như là cái cách hiểu đúng về hiện tượng này thì ông có thể phân tích rõ hơn. Trước hết là nói El Nino và La Nina gọi dạ. chúng là hiện tượng ENSO. Dạ. Nếu như El Nino được gọi là pha nóng của El Nino à của ENSO thì La Nina được gọi là pha lạnh của ENSO. Dạ. Và cái pha giữa hai cái đấy người ta gọi là pha trung tính. Dạ. Thế thì À, bản thân cái hiện tượng El Nino chính là cái hiện tượng nóng lên một cách bất thường của nhiệt độ bề mặt biển ở vùng trung tâm và đông của Thái Bình Dương à, dọc xích đạo. Thế thì cái hiện tượng nhiệt độ bề mặt biển nóng lên như thế thì nó đã kéo cái hệ thống ta gọi nó là cái hệ thống đối lưu dịch về phía đông và như vậy thì trong cái pha El Nino thì thông thường ở khu vực chúng ta là ít mưa và ít bão. Đấy. Thế thì cái năm vừa qua cái hiện tượng ít bão là có thật nhưng mà mưa thì à, cũng đã có hụt đi một ít nhưng mà không phải là như năm nay chẳng hạn thì không phải là hụt nhiều dạ. Đấy. À, chỉ có khu vực phía nam nam bộ và tây nguyên thì cái đợt vừa rồi là chúng ta phải hứng chịu một cái đợt hạn tương đối dài dạ. Đấy. thì mùa mưa năm nay ấy, thì có thể là theo dự báo của chúng tôi ấy, thì nam bộ và tây nguyên vẫn hụt mưa so với trung à, bình nhiều năm Đấy còn đối với cái năm nay thì là El Nino về cơ bản là kết thúc và bây giờ đang chuyển phá có khả năng nó xảy ra cái hiện tượng La Nina tiếp theo. Thế nhưng mà dự báo trước đây khoảng độ hơn một tháng thì hiện tượng La Nina dự luôn xảy ra vào khoảng tháng 7. Đấy. thế nhưng bây giờ thì thấy rằng là cái dấu hiệu nó xuất hiện vào khoảng tháng 7 tháng 8 có thể có nhưng mà khoảng độ tháng riêng tháng 9 tháng, tháng 11 tháng 11 tháng 12 tháng riêng thì bắt đầu hiện tượng này nó lại biến mất điều đó có nghĩa là gì cái gọi là hiện tượng La Nina có dấu hiệu xuất hiện nhưng chưa chắc nó đã xuất hiện Đấy. và vì vậy tức là, cho nên đổi là khó lường đúng không ạ? Vâng, thì Ta vẫn tức nói là... là... hiện tượng cực đoan về khó lường. Vậy thì ông có thể phân phân tích rõ hơn nhấn mạnh về cái việc mà chuyển cái năm chuyển pha. Thông thường từ năm El Nino sang năm La Nina thì mưa nó sẽ nhiều hơn. Và bão nó hoạt động nhiều hơn Và vì vậy những cái hiện tượng cực đoan Thời tiết cực đoan Có thể nó xảy ra ở khu vực Việt Nam chúng ta Tôi đang nói là nhiều hơn là ở khu vực Việt Nam chúng ta Bão ở trên biển Đông Nó sẽ xuất hiện nhiều hơn thì Kỳ vọng rằng năm nay có thể là bão sẽ nhiều hơn năm ngoái Năm ngoái rất ít đúng không Thì năm nay nó sẽ nhiều hơn Theo dự báo của chúng tôi Tất nhiên dự báo là dự báo Nó có thể sai Nhưng mà bắt đầu từ tháng 7 Thì mưa nó sẽ nhiều hơn ở khu vực miền Trung Tức là kéo dài từ khoảng độ Thanh Hóa Nghệ An cho tít đến vào tận Nam Trung Bộ. Thế thì cái giải đấy thì theo dự báo chúng tôi thì mưa nó nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Dạ. À, và cái hiện tượng đấy tháng 7 là nhiều nhất đến tháng 8 và nó có thể kéo dài đến tháng 10. Cho đến hiện nay chúng tôi mới dự báo đến tháng 10 thôi. Dạ. Thế thì cái mưa nó nhiều hơn về lượng ở trong cái giai đoạn của ta gọi là cái trung bình tháng. Nhưng mà cái hiện tượng cực đoan lại là vấn đề khác. Nó có khó có thể lương được Đấy. nếu có bão xảy ra chẳng hạn thì có thể là mưa sẽ lớn hơn Đấy. và mưa sẽ dữ dội hơn. Nhưng mà nếu không có bão thì mưa nhiều vẫn có thể tăng mưa. Đấy. Đấy. Vậy tăng... thì nhận định của ông về cái mùa mưa bão năm nay nhìn trên cái tổng quan chung thì nó có tăng lên không ạ? À, so theo 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 ý của tôi ấy, thì có khả năng là sẽ có bão nhiều hơn Đấy. và bão nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Trung à, và vì vậy cho nên mưa nó sẽ tăng lên. Dạ. và đã là có bão thì chắc chắn là có mưa lớn. Dạ. Và đã có mưa lớn thì chắc chắn là có thể xảy ra hiện tượng lũ lụt. lụt, lụt, lụt. Và do đó hiện tượng thiên tai luôn luôn cần phải cảnh giác. Dạ. và nó tập trung ở khu vực miền Trung như ông vừa Miền phân Trung là nhiều hơn. Dạ. Vậy thì ở đây cũng có thể nói rằng là trước cái diễn biến thiên tai và cái dự báo về biến đổi khí hậu thời tiết cực đoan vậy thì ông có lời khuyên gì để cho các tỉnh các chính quyền địa phương họ vào cuộc sớm hơn để chúng ta có thể hạn chế được những thiệt hại. À, trước hết thì tôi thấy rằng là miền Trung sắp tới đây có thể là lượng mưa nó sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm mà cái hiện tượng mưa mưa lớn mưa cực đoan có thể nó diễn ra nếu như mà có cái cái hệ thống ví dụ như là bão áp thấp nhiệt đới hoặc là giải tụ nhiệt đới nó xảy ra thế nhưng mà cũng có một cái điều lưu ý rằng là ở khu vực nam bộ và tây nguyên thì lượng mưa không phải là nhiều hơn mà thậm chí là ít hơn trung bình nhiều năm và do đó trong tương lai trong năm tới đây này mùa khô sắp tới đây thì có thể sẽ cần phải đề phòng đối với hạn hán ở khu vực miền trung ở nam bộ và tây nguyên nhưng miền trung thì trong thời gian tới nên đề phòng vấn đề mưa lớn lũ lụt và có thể gắn liền với hiện tượng đấy là sạt lở đất và điều đó có nghĩa là gì nếu như chính quyền và người dân địa phương nghĩ được và phòng tránh và, và chủ động được trong cái vấn đề ứng phó với thiên tai thì chúng ta sẽ giảm bớt cái thiệt hại đến một cái đáng kể và các sẽ cảm ơn ông với những chia sẻ và chúng ta cũng hy vọng rằng trong năm nay thì chúng ta sẽ cũng và những năm tới thì cũng sẽ có được những cái sự đẩy lùi. Vậy thì ông có thể đưa ra những cái những cái giải pháp cụ thể hơn. Ví dụ như là ở khu vực miền Bắc, miền Trung và khu vực miền Nam, tại vì chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái hiện tượng mưa nắng có thể nói là rất là thất thường ở cả ba miền. À đối với khu miền Trung nếu mà có mưa có bão ạ thì cái hiện tượng cực đoan đã đã là cực đoan rồi nhưng mà nó còn gia tăng thêm cái tầm nguy hiểm. Cái tính rủi ro nó cao hơn bởi vì ở khu miền Trung chúng ta biết rằng là phía đông ở phía, phía phía tây thì chắn bởi cái dãy Trường Sơn. Đạ. Nếu như mà gió từ ngoài biển thổi vào từ từ ngoài phía đông thổi vào và nếu mà có gió mạnh, mưa lớn nữa thì cái hiện tượng đấy nó càng gia tăng lên. Cụ thể là gió có thể nó mạnh hơn và mưa có thể là dữ dội hơn kèm theo vào đấy là các con sông ở khu miền trung là thường là ngắn và dốc, đó cũng là cái nơi mà có rất nhiều các cái uh, nhà máy thủy điện cỡ vừa và nhỏ, cái hiện tượng uh, các cái hiện các cái nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ngoài cái việc mà uh, tích lũy tích nước để mà phát điện thì đáng lẽ ra còn phải có một cái nhiệm vụ khác là điều tiết cái lũ nhưng mà cũng không thể bất lương trước được là khi mà mưa nó dữ dội như vậy thì để bảo vệ cái trạm thủy điện cái, cái hồ thủy điện người ta sẽ xả nước và như vậy có thể xảy ra cái hiện tượng lũ trồng lũ ở khu vực hạ nguồn và, và, vì vậy cho nên là người dân nên phải đề phòng và đặc biệt là cả cái nhà máy thủy điện khi mà quản lý hồ chứa cũng cần phải lưu ý đến vấn đề này còn khu vực miền nam thì sao ạ phía nam thì như tôi nói lúc nãy tức là mùa năm năm nay là cái À, bây giờ đang cái giai đoạn là mùa mưa ở miền Nam và Tây Nguyên ra cái gió mùa Tây Nam thì nhưng mà về cái mùa này thì mưa rất nhiều nhưng mà tổng lượng mưa trong cả một cái thời kỳ đấy ấy, thì có thể tôi đang nói là có thể có nghĩa là cái dự báo của tôi thấy gọi là hơi hụt hơn hoặc là cung lắm là bằng trung bình nhiều năm nhưng mà nếu mà hơi hụt hơn một chút mà thì có thể nguy cơ là nước giữ trữ cho cái mùa khô năm tới nó sẽ ít hơn và như vậy nguy cơ có thể xảy ra hạn hạn trong mùa khô. Dạ, vâng ạ, rất là cảm ơn ông với sự chia sẻ vô cùng là uh, kỹ càng và cũng như là thông qua đây thì khán giả cũng có thể hiểu được những cái hiện tượng cực đoan để mà có thể phòng chống những thiên tai. Cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng, cảm ơn. Dạ, quý vị và các bạn với những chia sẻ vừa rồi đã khép lại bản tin chào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.